Nhờ vào thành công của sự kiện trước, hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2014, Học viện tổ chức sự kiện tiếp tục mang đến chương trình đào tạo EMA 13 với mục tiêu đem lại kiến thức và kinh nghiệm vượt trội thông qua chương trình lý thuyết và làm việc cho các thực tập sinh. Tham gia các sự kiện và dự án thường niên của công ty, học viên sẽ học được những kỹ năng quan trọng để phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân và ứng dụng vào thực tế. Tham gia khóa đào tạo lần này có 12 sinh viên đến từ các trường đại học trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu buổi học đầu tiên, các học viên đã tỏ rõ sự phấn khởi, thích thú của mình trước những bài học vô cùng thực tế mà ông Lê Thanh Tâm, CEO IDG ASEAN mang lại. Các học viên liên tục nêu ra những câu hỏi, chia sẻ những ý kiến của bản thân, làm cho lớp học vô cùng sôi động. Kết thúc buổi học đầu tiên, một bạn sinh viên chia sẻ. Tham gia buổi đầu tiên của khóa EMA 13, thì với buổi học đầu tiên thì mình được gặp anh Lê Thanh Tâm là CEO của IDG ASEAN. Thì anh Tâm đã dạy cho tụi mình sơ về những cái kiến thức cơ bản để có thể chuẩn bị được một buổi event với một cách là có tổ chức và có chuẩn bị rõ ràng hơn về các khâu. Giờ trước đây thật sự là mình cũng đã làm rất là nhiều event ở trường cho các tổ chức ở ngoài, nhưng mà đến với cuộc thi học hôm nay thì anh ta sẽ để giúp cho tụi mình hệ thống lại những cái kiến thức nó tốt hơn, làm cho những cái kinh nghiệm của tụi mình có thể là biết cách sắp xếp và khi mà trình bày nó sẽ rõ ràng hơn. Thôi sau khóa học này thì mình hy vọng mình sẽ có thể biết được thêm nhiều cách, nhiều thể loại tổ chức sự kiện nữa. Vì đối với sự kiện thì nó sẽ có các conference, có về party và kể cả những cái sự kiện về thể thao, mình sẽ tiếp xúc được nhiều thể loại sự kiện và có thêm nhiều kiến thức về ngành sự tổ chức sự kiện. Chương trình EMA 13 dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 15 tuần. Trong 2 tuần đầu tiên, các thực tập sinh sẽ được trực tiếp giảng dạy bởi ông Lê Thanh Tâm, CEO IDG ASEAN, bà Bùi Thị Hằng Nga, giám đốc sự kiện, ông Đinh Gia Trung, giám đốc truyền thông và nhiều diễn giả khách mời khác. Các thực tập sinh sẽ tiếp tục làm việc tại IDG trong 13 tuần tiếp theo, thông qua các dự án sự kiện của IDG. Sau thời gian trên, các học viên có năng lực sẽ được công ty giữ lại để ký hợp đồng làm việc lâu dài tại IDG với mức lương cạnh tranh.